đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh bà hiền dần làm được. Đứa trẻ tuyết. Lạnh quá. Đúng vậy, trời trở lạnh rồi. Đi ra ngoài phải mặc thêm quần áo vào. Trời lạnh rồi, sắp có tuyết rơi rồi. Đệ đễ mỏi mắt trông chờ tuyết rơi, cũng chờ lâu lắm rồi. Lần trước khi mẹ rời đi còn nói với con, đợi đến khi có tuyết rơi mẹ sẽ về với con ạ. Đệ đệ ơi. Dạ, mẹ con ra ngoài làm việc rất bận, rất vất vả. Con phải thông cảm cho mẹ nhiều hơn nhé. Tương lai con cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ làm cha mẹ. Phải biết được đạo lý cái gì không muốn thì đừng làm cho người. Tuyết rơi đi, tuyết rơi đi. Có gì thì nói đi em. Cái này là nón của em, khi nãy bị gió thổi bay xuống đây. Từ trên trời? Vậy bạn từ trên trời rơi xuống à? Ôi, bạn biết bay à? Bạn từ đâu tới vậy? Mình cùng mẹ ra ngoài chơi. Mẹ bạn đâu? Mẹ mình đang làm việc. Anh biết rồi, em là người của Vương quốc băng tuyết. Vương quốc băng tuyết? Sứ giả của Vương quốc băng tuyết là người tạo tuyết ở những nơi giá lạnh. Em với tuyết bây giờ còn nhỏ, đợi em ấy trưởng thành cũng sẽ là một sứ giả tạo tuyết. Thật tốt quá. Đệ đệ, mau trả nón lại cho em người tuyết đi. Đó là công cụ bay của em ấy. Mẹ mình nói trước khi trời tối nhất định phải về nhà. Bạn bay về nhà sao? Đúng vậy, bay về đỉnh núi có phủ tuyết. Ở nơi đó, đáp xe đại phong của phong gia là có thể về nhà. Bây giờ còn lâu trời mới tối mà, bạn ở đây chơi với mình đi. Được thôi. Hay là bạn đưa mình bay lên trời chơi? Chúng ta đi thôi. Thật thơm quá. Bạn cũng ăn đi, ngon lắm đó. Thật sự có thể ăn được, giống như kem vậy, vừa mát vừa ngọt. Ôi, miệng của bạn có thể phun tuyết kìa. Là thật đấy, giỏi quá. Mẹ mình nói, gia tộc bằng tuyết của tụi mình sinh ra đã có năng lực tạo tuyết. Mặc dù mình còn nhỏ, nhưng mà mỗi lần ăn no cũng có thể phun ra bông tuyết. Trời sắp tối rồi, mình phải về nhà thôi. Bạn nói xem, chúng ta đã là bạn tốt chưa? Đương nhiên là bạn tốt rồi. Vậy bạn giúp mình một chuyện được không?
Để thấy bạn có thể phun ra bông tuyết, liệu bạn có thể lưu lại giúp mình tạo ra một trận tuyết rơi được không? Trong tủ lạnh nhà mình còn kem đấy, mình sẽ đưa cho bạn ăn. Mình có thể tạo ra rất nhiều viên đá mát mát ngọt ngọt, bạn sẽ thích mà. Mình... mẹ có nói chỉ một tối thôi, một trận tuyết nhỏ thôi mà. Tuyết rơi rồi mình có thể gặp được mẹ. Mình nhớ mẹ lắm. Đệ đệ đừng buồn, mình đồng ý với bạn. Tốt quá. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ. Đệ đệ, xin lỗi, mình không thể giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Mình... bạn sao vậy? Bạn bị ốm à? Bạn bị sốt sao? Không sốt, nhưng cơ thể bạn biến nhỏ rồi. Bạn bị sao vậy? Mẹ mình nói, người tuyết bọn mình tan chảy rồi thì sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy ư? Mình không muốn như thế. Sao lại như vậy chứ? Tối qua vẫn còn tốt mà. Đệ đệ đừng buồn, mẹ mình nói phải giúp đỡ mọi người. Cho dù là hy sinh bản thân mình cũng không sao, là mình nguyện ý ở lại. Mình không nên giữ bạn ở lại. Bạn về nhà đi, đi tìm mẹ bạn đi. Đệ đệ, mình đã không còn sức để bay nữa. Em ấy sao vậy? Anh Tiểu Sủng ơi, cứu bạn ấy đi. Chiếc áo băng tuyết này có thể tạm thời giúp người tuyết duy trì thể lực. Đệ đệ, sao em lại có thể để cho người tuyết ăn đá viên chứ? Em ấy không tiêu hóa nổi đá viên đâu. Em cứ cho rằng bạn ấy ăn đá viên rồi thì có thể giúp em làm tuyết rơi ạ? Đệ đệ, em thật ích kỷ. Vì muốn gặp mẹ của mình mà không cho em ấy trở về gặp mẹ của em ấy. Em người tuyết toàn tâm giúp đỡ em, nhưng em lại đi hại em ấy. Em có nhớ đạo lý mà ông nội nói qua không? Bản thân mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Bản thân mình không muốn xa cách mẹ của mình, sao lại nhẫn tâm bắt em ấy xa cách mẹ của mình chứ? Phải biết nghĩ cho người khác, phải quan tâm yêu thương người khác như quan tâm yêu thương chính mình. Em xin lỗi là em sai rồi. Em muốn cứu bạn ấy, nhất định phải cứu bạn ấy. Đệ đệ, chúng ta phải nhanh chóng đưa em ấy quay về vương quốc băng tuyết, để em ấy có thể về với mẹ ở đó, từ từ dưỡng thương. Vương quốc băng tuyết. Nhà bà ngoại rơi tuyết rồi. Nhà bà ngoại có tuyết đấy. Chúng ta tới nhà bà ngoại chơi đi. Nhà bà ngoại anh ấy rơi tuyết rồi. Vậy đỉnh núi nơi đó sẽ có tuyết. Đương nhiên rồi. Đệ đệ, em có mệt không? Để anh giúp em cõng bạn ấy nhá. Không đâu, em không sao. Người tuyết nhẹ lắm, còn nhẹ hơn cả gấu bông của em nữa. Ừ, vậy em phải cẩn thận nhé. Chúng ta mau leo lên đỉnh núi đi, thì người tuyết mới có thể ngồi xe của Phong Gia Gia rồi. Đừng gấp, Phong Gia Gia sẽ tới nhanh thôi. Xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹ, để mẹ phải lo lắng rồi. Đệ đệ, cảm ơn các con đã đưa em ấy tới nơi này. Không có gì đâu ạ. Đều là con không tốt. Con xin lỗi. Đệ đệ, ta biết là con rất nhớ mẹ. Thực ra, mẹ con cũng rất nhớ con. Trên thế gian này, làm gì có người mẹ nào không luôn nghĩ đến con của mình cơ chứ. Mẹ đi làm vất vả, nhưng điều không yên tâm nhất chính là con của mình. Các con à, các con phải biết thông cảm cho mẹ của mình. Tương lai tụi con trưởng thành rồi sẽ hiểu. Con hiểu rồi ạ. Các con ngoan lắm, mau đi thôi. Bây giờ ta sẽ đưa các con về nhà. Về nhà tụi con ạ? Đúng vậy, đi giúp các con thực hiện tâm nguyện của đệ đệ.
Con không muốn tạo tuyết nữa. Cô đi khắp nơi tạo tuyết chắc cũng rất vất vả. Bạn ấy cũng cần phải trở về vương quốc băng tuyết để dưỡng thương. Hai người mau về nhà đi. Còn mẹ của con, mặc dù con rất nhớ mẹ, nhưng con càng nên khiến cho mẹ yên tâm làm việc. Con muốn làm một đứa trẻ ngoan ạ. Đệ đệ, mau tới nghe điện thoại, mẹ con gọi về đó. Con tới đây. Vâng ạ. Mẹ cứ yên tâm nhé. Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đã nhớ chưa? Bản thân mình không thích, bản thân mình không muốn tiếp nhận thì không nên cưỡng ép đưa cho người. Như vậy thì cần chúng ta phải đứng lên lập trường của người khác mà suy nghĩ vấn đề, phải nghĩ cho người khác nhiều hơn. Là một đứa trẻ ngoan, biết quan tâm yêu thương người khác, phải làm từ từng việc nhỏ nhặt trước. Nhớ chưa? Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu